7 năm đó, 1299, Thượng Hoàng cho dựng Am Ngự Dược ở núi Yên Tử. Tháng 8, Ngài từ phủ Thiên Trường lại xuất gia vào núi Yên Tử khổ hạnh. Ban đầu lấy hiệu là Hương Vân Đầu Đà, sau đổi thành Trúc Lâm Đầu Đà. Các thảo dược ở Yên Tử được thu hái mang về, bào chế thành những viên thuốc Hồng Ngọc Sương. Thuốc này không chỉ dùng để chữa bệnh cho các thiền sư tu hành tại Yên Tử, mà còn cung cấp cho triều đình, ban phát cho dân nghèo. Tương truyền, đó chính là ước mơ từ tuổi nhỏ của Thái tử Trần Khâm. Đó là tìm ra những phương thuốc trị bệnh cho chúng sinh từ cây cỏ, dược liệu khắp núi rừng nước Việt.